mang tên Ngôi Trường Ma Ám. Bộ phim có 13 tập, mỗi một tập sẽ là một câu chuyện kinh dị khác nhau. Hãy cùng Mì Tôm đến với tập 1 mang tên Hồn Ma Không Đầu. Nữ chính là một cô học sinh đang học trong một ngôi trường nọ. Không giống với những người khác, cô rất thích tìm hiểu về những điều kỳ bí, những câu chuyện ma quỷ. Người bạn của cô cũng có chung sở thích. Tan học, cô bạn nói rằng đã tìm ra điều kỳ bí của ngôi trường này. Cả hai sau đó háo hức đi đến một cái cây đa to. Cô bạn nói rằng, ngôi trường này đã từng là một pháp trường, một đao phủ chuyên chặt đầu những nạn nhân của hắn ở gốc cây đằng kia. Nữ chính rất thích thú với câu chuyện, cả hai sau đó đi đến trước cái cây và chụp hình chung với nhau, mà không biết rằng, những điều rùng rợn sắp xảy đến với hai bọn họ. Sau khi đã chụp hình thỏa thích, cả hai cùng nhau đi về nhà. Đang đi, cô bạn thân nói rằng đã để quên đồ trên lớp, nên quay lại đó một mình để tìm. Ngày hôm sau, đang ngồi chơi trong phòng, đột nhiên cô bạn thân tìm thấy một câu chuyện rùng rợn về nữ sinh tên Juanita. Cô gái bị một tên sát nhân chặt đầu và đem giấu. Từ đó không ai có thể tìm thấy chiếc đầu của cô ta nữa. Điều rùng rợn là, nếu ai vô tình nhìn thấy đầu cô gái trong hộc bàn, thì sẽ bị dính một lời nguyền bí ẩn. Nếu không tìm ra được cái đầu thật của cô gái sau 2 ngày thì sẽ chết. Cô bạn thân đột nhiên sợ hãi, cô gái kể rằng, lúc chiều sau khi lên lớp để lấy đồ để quên, bỗng nhiên cô ta nghe được một âm thanh kỳ lạ, nhìn sang đó thì thấy chiếc bàn đang rung lắc. Đang kể giữa chừng, bỗng nhiên mẹ của nữ chính xuất hiện, nói rằng trời đã tối. Cô bạn thân sau đó tạm biệt gia đình nữ chính, và chạy xe về nhà. Sáng hôm sau, nữ chính đi đến trường thì không thấy người bạn thân của mình đâu. Tưởng rằng bị bệnh, cô gái sau giờ học đã gọi cho bạn mình. Bỗng nhiên nữ chính thấy chiếc bút bị rơi dưới chân, định ngồi xuống nhặt. Bất ngờ, một cái đầu phụ nữ xuất hiện trong hộc bàn, đang nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô ta hoảng hốt hét lên, những người bạn thấy vậy liền chạy vào, nhìn vào bên trong đã không còn thấy gì. Nữ chính sau đó đã vô cùng lo sợ, bèn ra bên ngoài và gọi cho cô bạn thân. Tuy nhiên, đầu dây bên kia lại là giọng của mẹ cô ấy. Bà ta buồn bã nói rằng con gái mình đã qua đời, tối hôm qua khi về nhà, cô bạn thân đã bị tai nạn giao thông. Rùng rợn là, tình trạng xác chết vô cùng đáng sợ, đầu đã đứt lìa khỏi cổ, giống như cái xác của cô gái mà nữ chính đã nhìn thấy trong hộc bàn lúc nãy. Lo lắng mình cũng sẽ bị dính lời nguyền, nên sau giờ học, nữ chính đã ở lại để tìm kiếm cái đầu của cô gái. Tuy nhiên lục tìm mãi cũng không thấy. Bất ngờ, chiếc bàn gần đó bắt đầu rung lắc, bên trong có nhô ra một mảng tóc. Nữ chính định đi đến xem thì bị ông thầy hiệu trưởng bắt gặp, dẫn lên văn phòng. Nữ chính hỏi về cô gái tên Juanita, ông thầy cho biết cô ta từng học ở trường này, tuy nhiên cô ấy là một người hiền lành, nhất định không hại ai, lời nguyền chỉ là bịa đặt, và cái chết của cô bạn thân chỉ là một tai nạn tình cờ mà thôi. Nữ chính thất vọng bỏ về nhà. Sáng hôm sau trong lớp học, trong lúc đang lên bảng làm bài tập, bỗng nhiên nữ chính cảm thấy rợn người, nhìn lại phía sau thì thấy các học sinh đã biến mất. Bất ngờ phía sau cô gái có ai đó đang đứng. Cô ta quay lại thì hoảng hốt khi đó là một cái xác không đầu. Cái xác sau đó cầm phấn viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên bảng. Cô gái nhìn lại thì cái xác đã biến mất, chỉ để lại dòng chữ cứu tôi với. Bỗng nhiên phía sau nữ chính có một bàn tay, nó dần tiến đến thì cô gái bất ngờ tỉnh dậy. Đó chỉ là một cơn ác mộng, tuy nhiên cũng là điểm báo cho cô. Nữ chính sau đó đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cô gái tên Juanita, tuy nhiên không thể phát hiện thêm điều gì. Cuối cùng cô gái đã quyết định sẽ dùng phương pháp cầu cơ. Tối hôm đó, sau khi đã chuẩn bị mọi vật dụng, nữ chính đi vào ngôi trường và bắt đầu thực hiện nghi lễ. Trước sự ngỡ ngàng của cô gái, chiếc cốc bắt đầu di chuyển như có ai đang điều khiển. Đó chính là hồn ma của Juanita, cô ấy đã để lại thông điệp trên chiếc bàn cầu cơ, nói rằng hãy tìm chiếc đầu của mình để hóa giải lời nguyền. Bỗng nhiên, gió bắt đầu ập đến. Nữ chính nhìn lại thì bất ngờ đã bị đưa về quá khứ cách đây hơn 10 năm. Hôm đó, Juanita cùng hai người bạn cũng đã vào lớp học này và thực hiện nghi lễ cầu cơ. Bọn họ muốn tìm hiểu về linh hồn tên đao phủ đã từng ở ngôi trường này. Cầu cơ là một nghi lễ nguy hiểm, nếu bỏ tay ra trong lúc đang thực hiện nghi lễ hoặc làm vỡ cốc thì sẽ bị linh hồn đó nhập vào cơ thể. Ba người sau đó đã thành công gọi được linh hồn của tên đao phủ, tuy nhiên hắn để lại thông điệp muốn giết tất cả bọn họ. Bất ngờ ông bảo vệ xuất hiện, làm cả ba hoảng hốt bỏ tay ra khỏi chiếc cốc. Juanita, trong lúc dọn dẹp đã lỡ tay làm rơi chiếc cốc, khiến nó vỡ tan tành. Ông bảo vệ đúng lúc đó té ngã ra đất. Ông ta sau đó từ từ ngồi dậy, ba người kia nhìn theo với vẻ mặt lo sợ. Bất ngờ, ông ta lấy con dao ra từ trong túi, chạy đến tấn công Juanita, hai người kia hốt hoảng bỏ chạy. Ông bảo vệ đã bị tên đao phủ nhập hồn. Sau khi giết chết cô gái tội nghiệp, tên đao phủ đã chặt đầu cô gái và mang đi mất. Nữ chính trong lúc lo sợ, đã nhìn thấy cái xác ngồi dậy, chỉ tay theo hướng của ông bảo vệ. Nữ chính hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để phá giải lời nguyền. Cô đã lấy hết can đảm đuổi theo ông ta, đến một nhà kho bỏ hoang. Cô gái mở khóa đi vào bên trong.
tại đây chứa những vật dụng đã bỏ đi. Bỗng nhiên nữ chính nhìn thấy một chiếc bàn học cũ trong góc. Đi đến gần thì thấy là một mảnh vải trắng đang phủ thứ gì đó. Chính là đầu của Oanida, cái đầu đã bị nhốt hơn 10 năm ở cái nhà kho bỏ hoang này. Nữ chính vừa lấy ra, thì cái đầu bất ngờ than khóc. Cô gái thấy vậy liền ra sức dỗ dành, nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô hãy ngủ yên. Mọi thứ xung quanh dần im lặng trở lại. Nữ chính sau đó đã đem cái đầu đi chôn ở gốc cây đa trong trường. Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, cô gái quay về nhà, ôm lấy cha mẹ mà khóc nức nở. Bỗng nhiên, bà mẹ nói rằng có ai đó đang đứng trước cửa nhà. Nữ chính vừa quay sang, thì chiếc cốc trên bàn bỗng dưng di chuyển, nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, bà mẹ đã bất ngờ ngất xỉu, ông bố thấy vậy liền chạy đến kiểm tra, thì bà ta đã cầm dao đâm chết ông chồng. Nữ chính hoảng hốt trước sự việc trên, mẹ của cô đã bị ông đao phủ nhập. Ông ta đã theo cô về tận nhà. Người mẹ sau khi bị nhập, đã chạy đến tấn công con gái. Nữ chính định bỏ chạy nhưng không thành. Cô gái bị tên đao phủ dùng ghế chặn lại. Nữ chính la hét trong sự bất lực, hình bóng của người mẹ, sau cùng đã hóa thành tên đao phủ hung tợn, hắn nâng cây dao và chém đứt đầu cô gái tội nghiệp. Cuối phim, bóng của Oanida xuất hiện, cô ấy cảm ơn nữ chính và bỏ đi. Bây giờ, nữ chính thay thế cô ấy trở thành hồn ma không đầu, tiếp tục gieo rắc lời nguyền khủng khiếp cho những ai xấu số. Tập 1 đến đây là hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong? Hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên bấm like, đăng ký ủng hộ, để kênh có động lực tóm tắt những tập tiếp theo nhé.